nói rất nhiều, nói lắm và bây giờ không biết chia nhau thế nào. Chính vì vậy mà tôi xin giới thiệu, đây là nghệ sĩ Lê Giang. Làm vợ em hả? Em giới thiệu về mình đi. Chứ anh đang hỏi em hả? Không. Dạ vâng ạ. Cho phép Lâm Vi Dạ xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu, tất cả các vị khách quý và tất cả các anh chị em nghệ sĩ đang có mặt tại lễ trao giải cánh diều vàng 2023. Thưa quý vị, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu phần của mình. Trên tay Lê Giang đang cầm một cái bao thơ mà chắc chắn là Lê Giang sẽ đọc. Rất là rung, rất là rung. Em xin lễ trao giải cánh diều vàng 2023 dành cho diễn viên nam và nữ vai phụ xuất sắc phim truyện truyền hình. Mời hai em. Dạ cảm ơn chị. Anh đọc nào. Dạ. Và sẽ được vinh danh nam diễn viên vai phụ xuất sắc phim truyện truyền hình Vĩnh Sương vai Đinh Hoàng Đức phim Đấu Trí.